Kinh Sơn Bắc miền quê chào các bạn nha. Nay mình đi câu cá tiếp thôi các bạn ơi. Địa điểm mình câu ở khúc sông ngày nay mình câu móc lỗ mình câu rồi dính cá gì nha các bạn. Đồng hành của mình trong chuyến đi câu ngày hôm nay nha. Đi cá tiếp về. Những cái rô tiếp bạn ơi, vuột lên tới bờ vuột bạn, đây những cái rô nha, nhìn dữ bạn, có lý cá tiếp bạn. Hai con lọt dọc đường hết con.
cá tiếp bạn. Dính tiếp cho chốt nào nó bành bành không ạ. Cá thế bạn, đua biển rồi. Nãy giờ ăn ghĩa hoài. Dính tiếp cá chốt bạn. Ôi, móc lỗ bữa nay câu toàn dính cá chốt. Vậy cá chốt này nó chua ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Nãy giờ câu tiếng hồ là một chục mấy con à. Rồi chào bà, tạm biệt bạn, hẹn gặp lại bạn trong chuyến đi câu tiếp theo bạn ơi. Nãy giờ mình câu tiếng đồng hồ từ 4 giờ tới giờ 5 giờ trời tối thui rồi. Giờ về thôi, đây sợ ma lắm bạn. Chung chuyến đi câu ngày hôm nay thì cũng không thành công lắm bạn. Mình móc lỗ mình câu mà dính toàn cá chốt không, cũng được nồi chua. Cũng không nhiều được nồi chua bạn ơi. Địa điểm này thì nói chung móc lỗ câu thì tuyệt vời luôn. Nãy mình thử móc có ăn lỗ mình câu các bạn thấy nha. Cỏ đủ dày đặc các bạn. Này móc lỗ câu tuyệt vời luôn. Mình không có câu cá trê nãy móc lỗ tính câu câu cá phi mà không có các bạn ơi. Chính toàn cá chốt không cũng được nữa chua. Thôi giờ về thôi đi tối hụ các bạn. Hôm đây mà ở lại tới tối chắc
xỉu luôn á, sợ ma lắm bạn ơi. Rồi về thôi, hẹn gặp lại bạn trong chuyến đi câu tiếp theo nha.